Hai Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang đang chạy chiếc xe của Sang vượt đèo vượt núi để đi lên trên cái bản làng của anh Huân. Thì hôm bữa Sang có làm một cái chuyến hành trình là đi xuống dưới cái láng trại của anh Huân nè, quay về cái cuộc sống bình yên của những người dân làm nghề đánh bắt cá trên sông cho mọi người xem. Thì cái chuyến hành trình của Sang thì cũng đã kết thúc được 1-2 ngày rồi. Sang thì cũng đã về nhà rồi. Và cũng đã đăng 1-2 tập đầu tiên trong cái chuyến hành trình đó lên trên kênh Sang Vlog cho mọi người xem. Thì sau khi đăng lên á, đã có rất nhiều người tò mò hỏi Sang là cái công việc, cái cuộc sống hiện tại của những người dân dưới đó như thế nào mà phải sống vào dựa vào con sông nè, cũng như là sống vào cái nghề đi rừng lấy lan nguy hiểm đến như vậy. Thì hôm nay để mà giải thích những cái tò mò của tất cả mọi người á, thì Sang quyết định á, là quay trở lại 1 ngày ở trên bản làng của anh Huân để cho mọi người hiểu thêm về cái cuộc sống của những người dân trên đây, cho mọi người hiểu thêm về cái bản làng của anh Huân ở, cũng như là thăm gia đình anh Huân 1 ngày. Trong thùng này thì Sang đã có chuẩn bị đây sẵn là một cái con mực rất là to để mà đem lên trên nhà anh Huân mình nướng, mình ăn ở trên đó và mình chơi trên đó 1 ngày. Còn mọi người xem thời tiết ở cái đèo chỗ này nè. Bây giờ đã 9 giờ mấy sáng rồi nhưng mà sương mù ở kia kìa, mọi người thấy nó bay không? Nhiều sương mù lắm luôn á. Còn trước mặt Sang thì mưa mưa lâm râm đây này. Cái này Sang không biết phải là mưa hay không hoặc là sương mù luôn á. Tại vì gần như là chuyến đi nào của Sang lên sớm lên trễ thì đều có cái mưa này hết cả. Thời tiết ở trên đây thì nó mát mẻ lắm. Chạy từ sáng tới giờ cuối cùng thì Sang cũng đã lên được tới phía trên cái bản làng chỗ anh Huân đang ở rồi nha mọi người. Mọi người xem cái khu bản làng chỗ này nè. Là một cái bản nhỏ nằm ở giữa bốn bề là rừng nha mọi người. Chỉ có một con đường duy nhất để có thể mình đi đi lên hoặc đi xuống thôi. Nên cái việc đi lên trên đây rất là khó khăn. Còn phía bên đây này, đây là nhà của anh Huân nha mọi người. Anh Huân thì đang dọn dẹp nhà phía sau. Bây giờ thì Sang với mọi người mình lại phía sau phụ anh Huân ha. Hôm nay thì sáng sớm trời mưa mọi người nên anh Huân nghỉ ở nhà 1 ngày, chơi cùng với Sang 1 ngày. Còn đây là hai hai bé con của anh Huân. Xíu. Tan đá cho anh. Đợi tí anh bày ra rồi. Cái đây là cái con mực mà Sang mang từ nhà đem lên để mà hôm nay nướng ăn ở nhà anh Huân của mọi người. Mọi người xem con mực này này, to lắm luôn nha. Sang với anh Huân đang ngâm cái con mực để cho nó tan cái phần đá phía trong cái phần thân này nè. Rồi hai anh em Sang chuẩn bị mổ ra, mình tẩm ướp mình nướng để ăn buổi trưa ha. Mọi người xem con mực này nè, nhìn to khủng khiếp không? Cái con này thì được 3 ký mấy, gần 4 ký á mọi người. Nó là mực mực lá đại dương. Sang đặt mua trên mạng, người ta gửi về Sang xong rồi Sang đông đá lại chở lên trên mua. Giờ hai anh em chuẩn bị mừng con này ha. Giờ Sang với anh Huân chế biến cái con mực này nha mọi người. Cái con này thì nó đông đá từ lâu rồi, từ ở ngoài biển vào rồi nên phía trong cứ ngắt. Rồi cả cái phần đầu to này, cái đầu này mình làm cái món gì đây? mực thì mấy anh em Sang cũng ít khi ăn lắm mọi người, ăn cái loại mực bé bé thôi chứ chưa bao giờ mà ăn cả một cái con mà nó to như cái này. Nên chắc phải lên mạng xem cái cách chế biến con mực mực như thế nào ha. Cái đầu này thì mình nấu ăn chua đi. Dân miền núi mà bảo làm mực thì chịu mà. cái đầu mực này chắc lát đem đi nấu cái măng chua á, còn cái mình này đem đi nướng. Còn đông đá cứ nhắc à. Cái phần thân con mực này thì to quá nên mấy anh em Sang khứa nó thành từng đường cái này mọi người để cho nó dễ chín nha.
Phần thân này thì một hồi sẽ tẩm ướp, mình nướng nguyên cả cái tảng này luôn. Còn cái đầu này thì mình nấu món khác, tại vì cái đầu này không là cũng gần nửa ký mọi người. Bây giờ mình khứa khứa cái này thôi. Em thấy kiểu này một hồi nướng là nó cong lại giống như cái trái bắp. Giờ rửa sạch lần nữa nè, đem tẩm ướp lên. Ướp gì đây không Mưa Quân? Ướp mưa ớt à? ớt có Em không biết nữa. xả Ướp sả được không ta? Chắc mua mua cái hũ sa tế mực ướp đi cho nhanh. không? À, đi ra mua hũ sa tế ướp thôi. Chứ cái này thì Sang cũng chưa chế biến bao giờ. Thì mình tẩm ướp cái gia vị để mình chuẩn bị mình đem nướng thôi. Còn đây là cái phần gia vị mà Sang đã chuẩn bị mình ướp con mực này mọi người, gồm có một ít sả, một ít ớt, với lại là mấy cái bịch sa tế Sang mua ở ngoài á. Thật ra thì mực thì cũng đã ăn nhiều rồi, nhưng mà chưa bao giờ mà Sang ăn được cái con mực to đâu mọi người. Đó giờ ăn mấy con nhỏ nhỏ thôi, nên cái cách tẩm ướp cũng không có rành, nên mình ướp theo kiểu mình đi rừng ha. Cho nó ướp. Chắc ướp cái mặt mặt dưới ra luôn, mặt trên thì không cần đâu, mặt mặt trên thì nó phẳng lì mà nó đâu có thấm được cái gì đâu. Đây mình ướp cái phần mặt dưới này nha. Cái này thì nó to quá, nhưng mà hai anh em Sang để nguyên như vậy này, nướng cho nó hoành tráng luôn. Rồi giờ ướp cho đều đó. Mực thì nãy giờ Sang với anh Huân vừa mới ướp xong. Anh Huân thì đang ở đây được một cái vỉ bằng tre á mọi người. Bây giờ thì mình đặt lên trên cái bếp lửa của anh Huân ấy, mình gác bếp nha. Gác đến khi mà nó ráo hẳn cái phần nước này nè, cho nó thấm vô cái phần con mực á, thì Sang sẽ bưng xuống dưới cái bếp mình nướng nó sau. Tại vì nếu mình nướng á, thì một hồi con mực nó khét với lại nó chưa kịp thấm, nó không có ngon. Nên mình cứ làm theo cách của những cái người mà dân ở trên Sang á, là mình gác cho ráo hẳn cái gia vị nó thấm vào trong cái đồ ăn thì mình mới bắt đầu mang đi nướng. Lúc đó thì cái đồ của mình nó sẽ thấm hết rồi, mình nướng nó ngon hơn. Bếp lửa của anh Huân thì ở đây, giờ đút củi vô nướng cho đốt cho có lửa than đó. Cho chú coi cái cuốn vở của Đen coi. Lật qua đi, Đen lật qua đi. Ôi. Lật qua, lật từng trang qua. Tô tùm lum hết. Đen hôm nay học lớp mấy rồi? Hai đứa con Huân nè mọi người. Thường thì mấy lúc trước Sang lên á, nói chuyện nhiều lắm, với lại là ôm Sang miết à. Nhưng mà do hôm nay Sang cầm điện thoại quay á, nên hai đứa nó ngại, nó không có dám nói chuyện. Xíu vẽ đi. Nãy giờ thì con mực nướng cũng đây này gần chín rồi, vàng đỏ hết cả con lên đây này. Nhưng mà do anh Huân đi mua cái chai tương ớt mình chưa về. Ở đây thì mua đồ xa lắm, mình phải chạy tít ra mấy cái tiệm tạp hóa xa mới có bán tương ớt, bán đồ này kia, nên đợi anh Huân về rồi mình dọn cái con mực này lên mình ăn ăn với mấy đứa nhóc, với lại anh Huân luôn, với gia đình anh Huân luôn. Ôi, mọi người xem phần phía dưới của nó nè. Ôi vàng ươm chứ. Giờ cứ đặt để đây lửa riu riu thôi. Mực nướng quá lửa thì nó sẽ không có ngon đâu nha, nó dai lắm. Nên mình cứ sang đã dập hết lửa than rồi, giờ cứ để cho nó nóng nóng thôi. Nướng lên nhìn đỏ ao cũng đẹp ghê. Anh trở cái mặt kia coi nó vàng chưa, chín hết chưa? Chín hết rồi. Mình xem cái miếng mực mà Sang với anh Huân nướng xong nè. Nhìn cái mặt dưới nó vàng rất là đẹp luôn ha. Còn mặt trên đây nè, đỏ âu. Cái con mực này thì nó to quá, với lại là đáng ra khi mình ướp á, mình đừng có ướp mùi ướp sả với lại ớt. Khi mà sả với ớt mình nướng chung cái này nè, thì cái mùi sả nó áp mất luôn cái mùi con mực. Sang thì không nghe được mùi con mực nha, chỉ nghe được mùi sả thôi. Giờ thì anh Huân xắt cái con mực ra thành từng miếng nhỏ để mà ăn cùng với mấy đứa luôn. Giờ thì mình cứ khứa ra thành từng lát á, để cho nó dễ ăn. Tại vì cái miếng mực này nó dày với là nó nhiều quá mọi người. Mình cầm cả một miếng to thì mình ăn ăn nó không hết.
À, nãy thì Sang với anh Huân đã chuẩn bị xong cái món mực nướng sả rồi nha mọi người. Đáng ra thì cái này mình không có nên bỏ sả đâu, mình nướng nướng mồi thì nó ngon hơn. Nhưng mà mình không biết á, Sang không biết nên tẩm ướp sả vô, nó bay hết cái mùi mực. Thì mực cũng đã làm xong rồi, bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng Sang cùng với gia đình Huân mình ăn cái con mực này ha. Hôm nay thì đáng ra có anh Nghĩa đó, nhưng mà anh Nghĩa bận việc các mọi người nên chừa lại ở kia một ít. Còn Sang còn bao nhiêu đây thì Sang với gia đình anh Huân cùng nhau ăn. Ngon chứ. Con mực này ăn no luôn chứ. Trời ơi, to, to quá. Ăn hết. Ăn cái gì á? Chấm không? Chấm không? Ba chấm ít cho. Rồi, chấm. Rồi, chấm đi. Rồi. Chấm cái thòi cày đó. Cho miếng nhỏ. Mọi người xem một cái miếng mực này, nó dày hơn cả một cái ngón tay của Sang luôn nha. Tại vì cái con mực này tới tận 3 cái mấy luôn. Nhưng mà dày vậy ăn cho đã luôn. Ăn đi chị. Thôi, mời tất cả mọi người nha. To thế, cắt dài, thế sao ăn hết? Cao su. Đáng ra mình phải lột cái màu đỏ này. Chưa, cái phần màu đỏ là cái phần da của nó mọi người, nên nó rất là dai luôn. Cái phần phía trong này không dai đâu. Tao không đen. Chưa chắc không ăn được luôn. Chưa không ăn được luôn. Nó đi nhỏ cay. Hay là mình nướng nướng lấy nước uống đi con. Cay. Hay mình nướng lâu quá ta. Em nghĩ là mực nướng khoảng tầm nửa tiếng là chín rồi, mình nướng cả tiếng mấy luôn. Cái này mình rút kinh nghiệm nha mọi người. Mình nướng mực thì mình lột bỏ cái phần vỏ đi. Này dai quá. Một phần vỏ nó không dai. Bon vỏ đi nó không dai nữa. Có lẽ là Sang với anh Huân nướng lâu quá nên khi nó khô hết nước á, nó trở thành dai. Con mực này sao không biết sao, do nó to quá hay sao, chứ thật ra ăn nó không có bị ngọt của mực nha. Nhai nó giống như là nói chung là không có vị gì hết mọi người. Không biết là cái con này nó bị đông đá lâu quá hay sao á. Thật ra thì ăn nó cứ nhai giòn giòn thôi, không có mùi mùi mực luôn. Giống cùi dừa hơn thì phải. Giống như là cái mọng dừa á mọi người. Nhưng mà được cái nó mặn mặn do mình tẩm nước này kia. Chắc em nghĩ là nó đông đá lâu quá. Thật sự thì đó giờ Sang chưa bao giờ mà thấy cũng như chưa bao giờ mà ăn một cái con mực to thế cái này. Hôm nay ăn một lần chưa biết, chắc ăn một lần này chắc không có ăn lần sau đâu. Nó dở quá. Dở lắm luôn á. Cái này có phải có bị mực ngon chứ hả? Cái miếng này là cái miếng cánh của cái con mực đó mọi người. Giờ thì mình ăn thử cái miếng này ha. Tại vì anh Huân nói cái miếng này nó ngon hơn, nó giòn hơn, với lại nó có vị hơn là cái phần thân của nó nha. Do phần thân nó dày quá nên mình ăn nó không có vị gì hết. Vừa cay lại vừa dai. Đang phần cánh đỡ cay kìa. Cái phần cánh nó có vị nè. Ăn nó ngọt ngọt hơn một xíu thôi. Mà tính ra nó vẫn thua một nhỏ. Sang tẩm ướp cái này thì nó cay quá nên mấy đứa nhỏ nó ăn nó cứ cứ chạy vào uống nước hoài. Sang mời mọi người ăn với Sang thêm một miếng này nữa nha. Tại vì cái miếng mực này mình ướp á, nướng khô cho nên nó cũng khá là cay mọi người, với lại nó dai quá. Cái này thì có lẽ là để này chắc xào lại thôi. Xào lại hoặc là mình hầm lại thôi. Tại vì ở đây còn nhiều lắm. Bên đây còn cả cái rổ này để cho anh Nghĩa về nữa này. Nên nghĩ là cái này phải chế biến lại mới ăn được, chứ nướng kiểu này thì nó dai quá. Thôi mời tất cả mọi người nha. Em nghĩ là nó hấp sẽ ngon hơn. Hấp nó thấm hơn. Nó mềm hơn.
Như là khi mình hấp á, mình có thể nêm nếm gia vị này kia vào trong cái miếng mực luôn, nên nó đỡ lạc hơn. Mọi người cùng với gia đình anh Huân á, mình vừa mới ăn với lại thưởng thức xong cái con mực. Thì cái đợt này Sang mua con mực to này đem lên cho nhà anh Huân á, để mà đầu tiên là cho mấy đứa nhỏ nó ăn cho nó biết về con mực to như thế nào này. Sang cũng vậy, Sang thì chưa bao giờ được ăn cái loại mực to đó mọi người. Với lại là sẵn tiện quay một cái video thăm nhà anh Huân cho mọi người xem luôn, và trả lời một số cái thắc mắc của mọi người hỏi Sang hổm rày là người dân đây á, tại sao lại phải đi vào rừng để mà chặt măng chặt này kia trong rừng. Nhiều người thì bảo là làm những công việc đó là đang phá hoại rừng này kia, nhưng mà thực sự như thế này mọi người nhìn cái bản làng chỗ anh Huân ở này, người thì thưa, nhà thì không có ai mà giàu có cho mọi người, bốn bề đều là rừng hết cả, rẫy thì ít, nên người dân người ta mới bắt buộc chọn một cái công việc là đi vào rừng để mà kiếm sống. Vào rừng kiếm sống ở đây là người ta chỉ lấy những cái thứ như là măng nè, mật ong nè, hạt ươi nè, lan rừng nè, những cái thứ mà không phá hoại cũng như là không phạm luật á, thì người ta mới lấy. Cái nghề đi vào rừng người dân cho Sang á, thì người ta có một cái tên gọi rõ ràng là nghề thợ rừng. Còn những người mà đi vào rừng để mà chặt cây làm gỗ nè, hoặc là đi bắt thú á, thì mới gọi là lâm tặc thôi. Nên nhiều người ta không có phân biệt được á. Người ta cứ thấy Sang quay clip đi vào rừng cùng với những người dân ở đây ở dưới rừng á, thì người ta cứ bảo là Sang đã phá hoại rừng này kia. Nhưng thật ra như thế này mọi người, nếu như mà người dân á, có tiền thoải mái hết cả, thì không ai chọn cái cách mà đi vào rừng để mà kiếm sống đâu. Tại vì mọi người thấy là leo mà lấy được một cái bụi lan bán được có 200-300 ngàn thôi, mà anh Huân phải leo lên một cái ngọn cây nó rất rất là cao luôn, rất là nguy hiểm nè. Nên Sang làm cái video này để cho mọi người hiểu thêm về cái nghề thợ rừng của những người dân ở quê Sang á. Anh Huân thì nãy giờ chở mấy đứa nhóc đi lên trên kia cho nó tắm rửa bên kia rồi. Giờ thì Sang ngồi ở đây, có lẽ là sáng mai sẽ mới về ha. Xíu hả? Không đi chơi hả xíu? Đây là con anh Huân đó mọi người, dễ thương lắm. Mấy đứa này thì nó thấy Sang là ôm mà. Do Sang quay video thì nó ngại thôi. Xíu. Chào mọi người nè. Sang với mấy đứa, với gia đình Huân chào tất cả mọi người nha. Chào rồi xíu. Bye.